Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ test cho anh em xem qua con Android 17SS này nha, và sẽ tìm lại cái công đạo ở cái skill tự nổ của nó. Thì cụ thể là sau khi mình test qua rất nhiều lần rồi và mình rút ra được một cái, đó chính là cái skill của con này. Nó sẽ khi nó chết vì cái sát thương xuất huyết anh em nha, kết thúc một cái lượt đánh của nó ấy và nó chết vì cái sát thương xuất huyết thì nó sẽ không kích nổ được cái skill này anh em ạ. Còn nó chết bởi những cái đòn đánh của những con tướng khác, hoặc là một cái chiều AOE của những con tướng khác, ultimate của những con tướng khác thì nó vẫn kích nổ bình thường. Nhưng mà khi nó đánh nhá, sau nó chết, nó rút về và nó bị xuất huyết chết ấy, thì nó sẽ không kích nổ ở đây. Giống như kiểu với con Dabura này, con Dabura ở đây nó sẽ có một cái chú thích. Skill của con Dabura nó sẽ có một cái chú thích. Đây, sẽ không kích hoạt khi tử vong do sát thương xuất huyết. Nếu mà nó có chú thích ở đây thì nó lại khác, nhưng mà riêng con Android này nó lại chả có cái chú thích cm n mẹ gì anh em thấy có bựa không. Nếu mà nó bị chết do sát thương xuất huyết mà nó không kích nổ thì chả tội gì anh em khô máu anh em chơi con này, nó quá phế rồi. Nếu mà nó bị chết do sát thương xuất huyết mà nó không kích nổ được ấy thì nó quá phế luôn. Không phải nói nhiều làm gì, mình test cho anh em xem ngay nha. Chúng ta phải quyết tâm đòi lại công đạo cho cái con tướng đẹp trai này, con tướng Android 17 anh hùng của cả vũ trụ, cả vũ trụ 7 mà lại cúi bắp thế này thì không phải chấp nhận được rồi. Hỏng hỏng nhá. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ test một mình nó cho anh em xem qua nha. Test cho bạn táo này, test nhanh này, bỏ hết đi, bỏ hết đi, để lại mỗi mình một mình tăng với nó rồi nha. Test cho anh em xem qua này. Mình đã gửi phản hồi cho cả bạn Bulma rồi, nhưng mà bạn Bulma bạn check thì bạn ấy bảo vẫn bình thường, nhưng mà cơ bản là bên đội ngũ kỹ thuật bên đấy người ta vẫn chưa nắm rõ hết, bắt được tình hình chính là nó như nào, nên mình phải nói rõ ra thì bên Bulma mới hiểu được. Đây này anh em để ý này, chuẩn bị này, đấy anh em thấy không, chết rồi, sốc thương xuất huyết này, bị hóa trục lết, sốc thương xuất huyết chết, nó không bắt nổ gì luôn, ba con này vẫn phun máu luôn, không có một tí bắt nổ nào luôn. Đấy là chết rồi, sốc huyết nha, chết do sát thương xuất huyết đến chết, nó bị khống chế hóa chocolate cứng luôn thì nó sẽ không phát nổ, giống như kiểu cái skill của con Dabura đấy, nó sẽ phải có một cái dòng chú thích ở đấy, nhưng mà đây thì không, chả có chú thích con m gì hết, con ngoẹ gì hết nha. Đấy, mình là rất là ghét chỉ bậy, nhưng mà cái con game thì nó làm mình khá nhiều chỗ ức chế luôn. Đấy, anh em thấy chết không xuất huyết đúng không? Bây giờ thử đánh một bạn khác đi, bỏ hết tăng luôn. Xuất huyết cái tự nổ thì anh em phải biết thừa là nó lao và nó nổ, chứ không phải nó lao và nó đánh. Đây là đòn đá thường này. Ô, nhầm, test bạn này nhầm. Test bạn nào mạnh mạnh chứ. Cái bạn nào chưa ao em mạnh mạnh đấy, đây bạn bố vĩ này. Nhầm. Bực lắm anh em ạ, bực. Quá vô lý. Nhưng bọn này, đấy, nổ nó phải như thế mà, nó lao và nó nổ như thế mà anh em. Đấy, như đây đánh nhau với Golden Frieza mà bị xuất huyết nó không nổ. Sau mỗi lượt hành động với sát thương xuất huyết nó rút đấy mà nó không nổ nha. Bực. Lỗi. Quá lỗi nhỉ. Đá phát này, đấy trưởng phát đấy, không thấy nổ gì hết. Lúc rút về bị rút độc anh em. Rút độc của cái xuất huyết ấy, chết không có nổ đâu. Đúng rồi nha, anh em nó chưa qua phiên bản nước ngoài thì nó có phát nổ không? Đáng nghĩa nếu đúng ra thì nó phải có một cái giải thích ở đây chỉ cho người ta còn biết, để cho những người chơi người ta còn biết đây chả có giải thích, chả có giải thích cái kỹ năng gì cả. Chán đời, làm nó chán đời rồi, bị lừa anh ạ, như thế là không khác gì mình bị lừa đâu, lừa tình cay chết nhỉ. Không một cái, thế thì coi như là mình không có cái skill ấy luôn, khi mà đây đối đầu với team xuống team Fiza này, coi như là mình chấp một con tướng này chỉ qua 3 skill thôi, quá phế luôn.
Ghét thật sự. Quyết tâm làm ra Ngô Gia Khoai vụ này anh em ạ. Đây cho anh em xem qua cái phản hồi của mình với Bulma nha anh em nha. Mình phản hồi với Bulma các kiểu con đà điểu luôn đấy. Phản hồi mấy lần luôn. Đây trên Facebook của mình phản hồi với bạn Bulma này. Kiểm tra viên, kỹ thuật viên kiểm tra thấy bình thường. Bạn vô xem lại nhé. Nó chết vẫn không thấy tự nổ này. Mình giải thích cho Bulma này. Lúc nó đã kíp bư xong úp về bị xuất huyết chết. Không thấy phát nổ gì, phải test với tim xuất huyết nhá. Bulma sẽ báo cáo bộ phận liên quan để xem xét. Hỏng rồi anh em ạ. Quá vô lý, không hề một thuyết phục một chút nào. Này các con tướng này nó không bằng con trăng anh em nha. Nếu mà cái sát thương xuất huyết này của nó cái quả nổ nó tạo nên thương hiệu của nó mà chết do sát thương xuất huyết rút về mà nó không kích hoạt, phế vãi trưởng luôn. Đi tìm công đạo cho Android 18. Chuẩn bị anh em chuẩn bị xem tiếp này. Tung trưởng Android 18 rồi tung trưởng này xong rút về chết không thấy nổ niếc gì. Rồi anh em thấy không? Chẳng có một cái hiện tượng gì xảy ra cả. Đúng ra nó phải tiếp tục nó nổ phát nữa chứ. Đấy, rút về chết chẳng có thấy thông báo gì. Thì là do nhà bên nhà phát hành sai. Một là do không chú thích rõ skill đầy đủ. Có thể bản nước ngoài nó cũng giống như vậy. Biểu tính mình thử qua bản nước ngoài mình xem sao. Nhưng bản nước ngoài mình không có con ác nào chưa cái con này nên mình không rõ các bạn. Có biết anh em nào chưa qua bản nước ngoài thì nó có thấy thế không? Chắc bản Việt Nam nó cũng giống bản nước ngoài thôi. Mà nếu đúng thì bên nhà phát hành phải có thêm một cái chú thích vào đây. Nếu không thì nó phèn quá. Không thì mình bị lừa anh ạ, mình bị lừa. Tưởng kim ba thế nào nhưng mà đối đầu với phi gia này thì cũng vứt nhá. Vứt. Vậy thôi anh em ơi, và lát clip của mình cũng xin lại tại đây thôi. Anh em nào thấy hay và anh em nào thấy mình phân tích đúng thì cho mình xin một like đánh kênh nha. Và đặc biệt là anh em nào chưa qua phiên bản nước ngoài mà chơi cái con này ốp ấy, con này mạnh mà khi đối đầu với những team Vegito thấy xuất huyết rút về nó có bị nó có phát nổ hay không, phiên bản nước ngoài nó có phát nổ hay không thì anh em hãy comment dưới video này nha. Nước ngoài mình chưa có chơi thử có con ác có cái con Android 17 này nên mình chưa biết. Còn Việt Nam như thế này là vang rồi, không có chú thích cái gì hết, giống như mình đi mua hàng ấy, mình bỏ một đống kim cương ra để đua tốt các kiểu con đà điểu về lấy cuối cùng là một con tướng lỗi. Anh em thấy ghét không? Đi tìm công đạo thôi. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em nha.